Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, sau cuộc tấn công của Iran vào Israel vào đêm ngày 13 sáng ngày 14 tháng 4, quân đội Israel đã lên tiếng trấn an người dân rằng các hệ thống phòng không mà nước này đang sở hữu, bao gồm Iron Dome, vòm sắt, David Sling và Arrow 2 và 3 rất mạnh và được thiết kế để đối phó với nhiều mối đe dọa. Israel có hệ thống phòng không nhiều lớp để đối phó với tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như máy bay không người lái. Tất nhiên, thử thách lớn nhất đối với hệ thống phòng không của Ukraine là liệu nó có thể đối phó với một cuộc tấn công có quy mô lớn chưa từng có hay không. Hệ thống phòng không nổi tiếng nhất của Israel là Iron Dome, vốn đã đánh chặn hàng ngàn tên lửa và máy bay không người lái trong suốt vài năm qua. Theo nhà sản xuất Rafael Defense System của Israel, Iron Dome có tỷ lệ thành công tới 90%. Đầu tuần này, Israel cũng đã lần đầu sử dụng phiên bản lắp đặt trên chiến hạm của Iron Dome là Sea Dome để đánh chặn máy bay không người lái. Để đối phó với tên lửa hoặc máy bay không người lái tầm trung đến tầm xa, Israel đã lắp đặt David Sling vào năm 2017 và nó có tầm bắn lên tới 300 km. Israel còn có hệ thống tên lửa chống đạn đạo Arrow 2 và Arrow 3 được thiết kế để nhắm mục tiêu và tấn công các tên lửa đạn đạo tầm xa ở cự ly lên tới 2.400 km. Arrow 3 cũng được sử dụng để bắn hạ tên lửa đạn đạo trong không gian. Ngoài các hệ thống phòng không được phát triển trong nước này, Israel còn vận hành hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất với tầm bắn lên tới 160 km và có thể đánh chặn hầu hết các loại tên lửa. Israel tuyên bố đã phòng thủ thành công trước đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV hôm 13 tháng 4 của Iran, song chi phí phòng thủ là không hề thấp. Tướng Israel Rim Aminov nói với hãng truyền thông địa phương Inet News hôm 14 tháng 4 rằng tên lửa đánh chặn, nhiên liệu máy bay và các khí tài khác được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái UAV và tên lửa của Iran đã tiêu tốn khoảng 4 tỷ đến 5 tỷ shekel, tương đương 1,06 tỷ đến 1,33 tỷ đô la Mỹ. Con số này chỉ bao gồm chi phí trực tiếp của Israel, không tính số lượng vũ khí đáng kể đã được Mỹ và các nước đồng minh khác sử dụng để giúp Israel đối phó với cuộc tấn công từ Iran. Ông Aminov, từng là cố vấn tài chính cho tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel cho biết, nước này đã sử dụng các loại vũ khí tối tân như tên lửa đánh chặn Arrow và David Sling có giá thành mỗi tên lửa lần lượt là 3,5 triệu và 1 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, ông Aminov còn tính đến chi phí xuất kích các máy bay chiến đấu đã thực hiện phần lớn việc bắn hạ máy bay không người lái của Iran. Theo chuẩn tướng Aminov, chi phí để Iran phát động cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 4 chỉ tương đương chưa đến 10% so với chi phí để Israel tự vệ. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố 99% trong số hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa được phóng từ lãnh thổ Iran đã bị nước này đánh chặn thành công. Phần lớn tên lửa và UAV bị hệ thống phòng không Israel bắn hạ với sự hỗ trợ của Mỹ, Anh, Pháp và Jordani. Chỉ một số ít tên lửa đạn đạo có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM mới đây thông báo, các lực lượng của họ trong hai ngày 13 tháng 4 và 14 tháng 4 đã bắn hạ hơn 80 UAV và ít nhất 6 tên lửa đạn đạo được phóng về phía Israel từ Iran và các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, những tên lửa này rơi xuống căn cứ không quân Nevatim và chỉ gây thiệt hại nhỏ cho cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, các máy bay người lái do nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Yemen phóng đều không tiếp cận được lãnh thổ Israel. Chỉ có một bé gái 10 tuổi ở Israel bị thương vì trúng mảnh đạn trong vụ tấn công. Cuộc tấn công là động thái trả đũa của Iran sau khi nước này cáo buộc Israel đã tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria hồi đầu tháng, khiến một số sĩ quan quân đội cấp cao của Iran thiệt mạng. Thưa quý vị, điểm nóng của thế giới một lần nữa lại tập trung tại chảo lửa Trung Đông. Sau nhiều cảnh báo cùng những nỗ lực ngăn chặn leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông của các nước như Mỹ hay EU, Iran đã chính thức mở màn chiến dịch tấn công vào Israel. Vào tối ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương, Iran đã phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng tới lãnh thổ Israel. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã xác nhận vụ tấn công này trong một thông cáo báo chí. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng xác nhận nước này bắn hàng trăm máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel. Sau đó, hãng thông tấn quốc gia Iran dẫn nguồn thạo tin cho biết nước này bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong vùng bị chiếm đóng và các vị trí của Israel.
Trong khi đó, kênh truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin, nước này đã bắt đầu đánh chặn máy bay không người lái của Iran. Theo Channel 12, Iran đã phóng khoảng 100 máy bay không người lái và tên lửa hành trình, trong đó một số đã bị bắn hạ trên bầu trời Syria hoặc Jordani, và Israel thực hiện được giải pháp trên là nhờ năng lực hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Về phần mình, hãng tin ABC có trụ sở tại Mỹ cho biết, họ tin rằng có gần 400 đến 500 máy bay không người lái và tên lửa được phóng từ Iraq, Syria, Nam Liban và Yemen. Tuy nhiên, phần lớn số vũ khí này được bắn từ Iran. Theo thông tin mới nhất, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và tiêu diệt được một số mục tiêu quân sự quan trọng của Israel. Hãng thông tấn chính thức của Iran đã đăng tải thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết thông tin trên. Tuy nhiên, lực lượng này không bổ sung thêm thông tin chi tiết nào. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa của nước này nhằm vào Israel vào sáng sớm ngày 14 tháng 4 đã giáng những đòn nặng nề vào căn cứ không quân của Israel ở sa mạc Negev. Hãng thông tấn quốc gia Iran cho biết căn cứ không quân quan trọng nhất của Israel ở sa mạc Negev là mục tiêu tấn công thành công của tên lửa K3, đồng thời xác nhận thêm rằng hình ảnh và dữ liệu cho thấy căn cứ này đã hứng chịu những đòn tấn công nặng nề. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào Israel, gây thiệt hại nhẹ cho một căn cứ quân sự. Ông khẳng định hầu hết tên lửa đã bị hệ thống phòng không Arrow đánh chặn và rơi bên ngoài không phận Israel. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel còn tiết lộ rằng chiến đấu cơ của nước này đã bắn hạ hàng chục tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Iran. Theo ông Hagari, tổng cộng Iran đã phóng hơn 200 vật thể và sự việc vẫn chưa kết thúc. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định động thái tối ngày 13 tháng 4 là nhằm đáp trả hành động hung hăng của Israel tại tòa nhà văn phòng lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4. Bộ Ngoại giao Iran cũng khẳng định động thái này dựa trên Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc liên quan đến phòng thủ hợp pháp. Cùng ngày, nhà chức trách Israel đã yêu cầu học sinh không tới trường và đình chỉ tất cả các hoạt động khác của thanh niên được lên kế hoạch cho những ngày tới trước dịp lễ Quá Hải, đồng thời đặt các lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao độ do lo sợ khả năng Iran tiếp tục tấn công. Kênh 12 của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao Israel giấu tên cho biết cuộc tấn công của Iran sẽ nhận lại một sự đáp trả chưa từng có tiền lệ. Ông này cũng cảnh báo người dân Israel chớ đi ngủ vì những gì mà Israel sẽ gây ra cho Iran. Trước động thái trên của Iran, lãnh đạo Hạ viện Mỹ cho rằng cơ quan lập pháp này sẽ xem xét luật hỗ trợ Israel vào tuần tới. Đồng thời, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục bắn hạ máy bay không người lái do Iran phóng vào Israel. Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hôm 14 tháng 4 rằng Mỹ sẽ tiếp tục bắn hạ các máy bay không người lái do Iran phóng nhằm vào Israel. Quan chức này nhấn mạnh, theo cam kết chắc chắn của chúng tôi đối với an ninh Israel, các lực lượng Mỹ trong khu vực tiếp tục bắn hạ các máy bay không người lái do Iran phóng nhằm vào Israel. Lực lượng của chúng tôi vẫn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ phòng thủ bổ sung và bảo vệ lực lượng Mỹ hoạt động trong khu vực. Trước đó, trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Israel cho biết Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, tướng Hezi Halevi và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM, tướng Michael Kurila đã hoàn thành đánh giá toàn diện về mức độ sẵn sàng của lực lượng phòng vệ Israel cho các hoạt động phòng thủ và tấn công trong mọi tình huống. Trong một diễn biến liên quan, cuộc tấn công của Iran và Israel đã thu hút phản ứng nhanh chóng từ Quốc hội Mỹ với việc Đảng Dân Chủ kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa ra xem xét gói viện trợ nước ngoài mà Thượng viện đã thông qua. Lãnh đạo đa số Hạ viện Steve Scalise cũng chính thức công bố bản cập nhật lịch trình của Hạ viện để xem xét dự luật hỗ trợ đồng minh Israel và buộc Iran phải chịu trách nhiệm mà không cung cấp thêm thông tin cụ thể về luật đó sẽ như thế nào. Trong một tuyên bố đưa ra, ông Scalise cho biết dự luật hỗ trợ đồng minh Israel sẽ được Hạ viện Mỹ đưa ra xem xét trong tuần này và Mỹ sẽ buộc Iran cùng lực lượng thân Iran phải chịu trách nhiệm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!